Trước những ngày lễ lớn, những cột mốc quan trọng của cuộc đời, chúng ta thường băn khoăn về những món quà muốn gửi tới những người mình yêu thương. Trao tặng một món quà không đơn giản chỉ là nói đến giá trị vật chất. Hơn tất cả, đó là mong muốn đem đến những trải nghiệm sắc màu, những điều tốt đẹp và truyền cảm hứng nhất. Ngày hai người đến bên nhau kết thành đôi lứa, ngày một thiên thần bé nhỏ đến với gia đình, khi người đàn ông vào bếp để chia sẻ trọn vẹn sự yêu thương, khi đơn giản chỉ là muốn tặng cho chính mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Gửi lòng biết ơn tới bậc sinh thành, trao sự tri ân tới những người ta quý trọng. Một món quà hoàn hảo là điều gì đó thể hiện sự trân trọng và đem đến niềm vui cho người nhận, không chỉ trong khoảnh khắc mở hộp quà mà còn là trong hành trình dài cùng năm tháng. Thermomix là một món quà như thế, khi trao tặng một cuộc sống tận hưởng đúng nghĩa, khỏe mạnh về thể chất và hạnh phúc trong tâm hồn. Thermomix là một thiết bị nhà bếp đa năng thông minh nhất thế kỷ 21, đem đến cuộc cách mạng trong nhà bếp khi tự đảm nhận việc nấu nướng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc và tạo dựng nền tảng cho một lối sống lành mạnh. Hơn tất cả, Thermomix là món quà của sự sẻ chia và truyền cảm hứng. Tặng Thermomix đem đến sự gắn kết giữa người với người, từ những món ngon trong căn bếp để các thành viên trong gia đình đến gần bên nhau, cùng tạo ra những kỷ niệm còn mãi với thời gian. Cuộc sống luôn ngập tràn những bất ngờ, đầy ắp niềm vui và có cả những nỗi buồn. Nhưng dù thế nào, trên hành trình nhiều cung bậc ấy, mỗi chúng ta sẽ đều nhận được một món quà giúp thay đổi cuộc đời. Thermomix, món quà trao tặng sức khỏe, kết nối yêu thương.